Ăn mì á. Ăn vội bữa ăn để bắt đầu thu hoạch rau nè. Đói bụng quá vậy sao giờ? Làm rau, ta nói làm rau á, nhiều người ta gọi là không làm rau á, thì ta nói ủa rau này mà ăn mì hay là ăn bánh tráng cuốn bỏ mì chấm rau là ăn tuyệt vời đúng không? Rồi. Mà tôi thì ăn riết ngán. Ra giờ ăn mì không thôi. Nhà khổ vất vả lắm. Trứng gà lắm hả? Nó hết rồi. Hết gà. Gà hết rồi. Bây giờ ước chỉ có tôm mình tôm mực ống á. Thôi này lo, này mình tham vọng quá. Mực ống. Mực ống nè. Tôm nè. Thịt bò nè. Xúc xích nè. Chu. Tuyệt vời luôn. Tiền ra mua cho. Cái đó ước mơ thôi, ai cũng có ước mơ cả, còn thực hiện được hay không đó, có khả năng. Nó vậy thôi chứ. Mấy anh nhớ nhà anh có mấy con mực nhỏ nhỏ ngày xưa không? Đó mực khô. Đúng rồi, mực nhỏ đó. Mực khô. Anh lấy mực đó anh pha mì ăn thơm lắm, ngon lắm. Mực khô. Thiệt mà. Mực khô thì chỉ có nướng thôi chứ còn sao mà... Không. Anh pha mì ăn là nó hợp với cái nước mì của anh á, rất là hợp. Anh ăn cái nước mì anh nó vừa ngọt, nó vừa thơm với ăn con mực nó ngon lắm. Không biết sao chứ mấy con mực khô nhỏ, mực lớn thì không có tiền ăn nhưng mực nhỏ anh pha mì ăn ngon lắm. Mực lớn thì anh có điều kiện thì anh xé ra. Nhưng mà cái đó mì. Là mực khô. Đúng rồi, ăn cái mì ngon lắm, nó hợp với mì. Nó hợp lắm. Thiệt luôn hả? Thiệt, ăn ngon lắm. Ngon từ nước cho đến cái luôn. Vô lấy thử hả? Ừ, không có thì ăn mấy con mực nhỏ thôi, có thì mực lớn xé ra. Này mực khô mà. Đúng rồi, nó hợp với mì lắm mọi người. Rồi làm sao? Thì anh trụng sơ qua nước đi rồi anh cho vô ăn. Ba con thôi hả? Ừ, ngon lắm. Trụng sơ qua nước sôi á. Cho nó sạch. Ừ. Bắt đầu nãy rồi xong mới bỏ đây mới chế nước luôn hả? Đúng rồi. Ừ. Trụng đi đúng không? Ngon lắm mọi người. Trụng cho nó nở đi hả? Ừ. Này nó hợp với mì, ăn vô tí cái mùi mì nó thơm lắm. Anh cứ nêm nếm như bình thường đây được rồi đó. Cái này ăn nhức nách. Ăn mì thì đừng có đổ hết nguyên gói nha. Làm sao là nó biết gì không? Sao? Cô ớt. Độ tuổi này nói chung là ăn ít ít thôi. Tôi thấy có kỳ kỳ không ta? Không. Thơm lắm. Không, mực này thì mực kiểu nào mực một nắng nó thơm rồi. Nó hợp với mì mọi người. Không tin mọi người ăn thử hợp lắm. Nếu mọi người có điều kiện mực to thì mọi người xé ra. Mực nhỏ thì để nguyên con. Ông tưởng mực này rẻ tiền hay sao mà ông nói lại ta? Ừ. Đó, mọi người thái như bình thường. Trời, nhức nách. Ừ. Đó là làm cái kiểu mà bảo quản hay ngăn đá nên chứ không là không sợ hư. Lúc nào cũng tươi rói luôn. Chế đúng không? Chế vô. Rồi, tí mình ok. Cho một xíu đi. Để cho mực nó ra. Mực ra gì nữa không thằng? Nó ra cái hương mực vô trong hòa quyện vào trong nước của anh á. À, cái này là mình phải, luôn. Phải gọi là đậy nắp này nữa đúng không? Ừ. Nhưng mà không sao. Nó mì nở này mọi người. Chính rồi đó. Tụi trời, tụi cũng có 3 con mực ít nè. Ừ. Không quan trọng ăn nó có hợp không nè. Hợp, rất là hợp luôn. Nè, miếng chanh vào đúng không? À, đảo lên đúng không? Ừ. À, rất là hợp luôn mọi người. Nó có mặn không ta? Không. Đó, anh ăn thử coi. Có mềm không ta? Mềm. Ngon. Thử à? Ừ. Không, để mình thử là thử từ mì, nước. Ừ. Vậy là cái muỗng chứ, không có muỗng sao mấy. Giờ tôi thử cái nước trước nha. Ừ. Nhưng mà nó mặn, nước dục luôn á. Nước nó thơm. Mời đại gia đình nha. Mà mì có đồng mời. Mực tươi thì nó không thơm nhưng mực khô rất là thơm. Mực tươi nó không ngon bằng này. Ừ. Mà mực tươi đâu có. Ừ. Ê, cái nước thơm lắm nha. Ừ. À, thơm mùi mực nữa. Nước nó ngọt không? Ê, mà sao nó ngọt lắm nha, nó ngọt kiểu mực nữa. Ừ. Có trong cọng mì đấy nha. Em nghe mùi bốc lên rồi, khói bốc lên, nghe mùi bốc lên. À, rùi mà nó bu tới là ông hiểu rồi. Mực mà rùi nó bu tới là ông hiểu rồi đó. Múc miếng nước nè, miếng mì nè. Ông mì nó khác hẳn lắm không? Tôi nói ông là nó không nghe mùi mì luôn. Ừ, cái hương vị nó khác hẳn lắm. À, nó khác hẳn à. Mà cái nước nó kiểu nó sao ta, nó cái nghe cái mùi mực mà không phải kiểu mực tươi của hải sản đâu nha. Ừ. Nó kỳ lắm. Tôi ăn miếng mực thử coi nó có dai hay là có mặn cái gì không nha.
Này có miếng tương ớt này. Mật bánh dai ngọt như bình thường đúng không? Giòn nữa. Ừ. Không có mặn. Ừ. Hình như là mình chế lại bắt đầu nó hòa quyện với cái này, với lại là mình trụng bớt đây rồi nè. Đâm ra nó không có mặn. Mà ngon lắm. Chứ không phải là như là mực khô đâu. Ngon. Đó, chia sẻ mọi người. Mọi người ăn mì tôm thường xuyên, mọi người ăn món mì mực khô nhưng biết mọi người ăn thử món này đi. Là nguyên cái tô mì của mọi người nó khác hẳn luôn. Khó cái mực khô ra ăn nó khác hẳn luôn. Em tưởng mực này tương đương rẻ tiền hả ta? Đó. 3.500 lạng đó. Ơ, 35.000 lạng nó ít nè. À, ok nha. Mọi người có thể ăn thử cái món mì với mực khô rất là ngon. Trụng sơ qua. Nếu mực to thì mọi người xé càng nhuyễn thì ăn càng ngon, càng ngọt thôi. Nhất. Nhớ đăng ký bật chuông nha. Hẹn gặp lại tới clip sau.